Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân sự đại hội 13 khó nhất vẫn là chức Tổng Bí Thư. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, Hội nghị Trung ương 12 được khai mạc tại Hà Nội vào sáng ngày 11 tháng 5. Nội dung chính của hội nghị này được cho biết chủ yếu tập trung bàn về vấn đề nhân sự cho đại hội đảng lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021 tới đây. Truyền thông trong nước đồng loạt loan tin về hội nghị được cho là quan trọng này của Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì hội nghị Trung ương 12. Ông Trọng được cho biết đã nêu bật một số ý kiến có tính chất gợi mở về công tác nhân sự. Cùng điều hành hội nghị Trung ương 12 còn có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ, những nội dung liên quan đến vấn đề nhân sự được nêu rõ gồm phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương khóa 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng và việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng riêng năm tới. Ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong thời điểm hiện nay một ủy viên một vị ủy viên trung ương ban chấp hành trung ương một Ủy viên Ban Bí Thư và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh đường lối của Đảng. Ngoài ra, ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam còn nhắc lại những vị thuộc các cơ quan đầu não của Đảng như vừa nêu còn phải không tham nhũng cơ hội tham vọng quyền lực. Vào cuối tháng 4 vừa qua, một bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng lần thứ 13 cũng được truyền thông nhà nước loan đi. Nhiều nhà quan sát trong nước cho rằng những nội dung mà vị đương kim tổng bí thư nêu ra không có gì mới, vẫn mang tính giáo điều bảo thủ như bấy lâu nay. Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam như vừa nêu dự kiến kéo dài đến ngày 14 tháng 5 năm 2020. Và theo thông lệ sau cuộc họp Ban chấp hành Trung ương Đảng vào tuần sau từ ngày 20 tháng 5, Quốc hội Việt Nam khóa 14 sẽ bắt đầu nhóm kỳ họp thứ 9. Một hội nghị quan trọng bậc nhất trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang được nhóm họp tại Hà Nội để trình phương hướng công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa tới. Theo báo chí chính thống của nhà nước, sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Hội nghị Trung ương khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến nhóm từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5. Chính thức khai mạc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chủ trì phát biểu khai mạc và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc, báo Nhân dân đưa tin. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương sẽ bàn và quyết định các vấn đề phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026, tiêu chuẩn, tiêu chí số lượng và việc phân bổ đại biểu sự đại hội 13 của Đảng cũng tại hội nghị ban chấp hành trung ương sẽ cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm 2019, báo cáo những công việc quan trọng mà bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương 11 tháng 10 năm 2019 đến nay, báo cáo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong đảng năm 2019, bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Vẫn theo tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hôm ngày 11 tháng 5 báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam trích dẫn phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo đó nói tôi đề nghị mỗi đồng chí ủy viên trung ương cần nhận thức đầy đủ vị trí ý kiến ý nghĩa to lớn của công việc công việc hệ trọng này và tập trung thảo luận phân tích làm sâu sắc các nội dung trên cần lưu ý nhấn mạnh thêm vấn đề gì những khâu nào phải chăng về tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh cương lĩnh đường lối của đảng hiến pháp của nhà nước và lợi ích của quốc gia dân tộc có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm. Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải chăng cần nhấn mạnh, phải có tinh thần trách nhiệm cao, thật sự khách quan, thật sự công tâm, trong sáng gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tổ chức, quy chế, quy định của đảng, đặt sự nghiệp chung của đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ bè phái, lợi ích nhóm chạy chức chạy quyền. Mô hình bộ máy quyền lực và phương án nhân sự lãnh đạo cao cấp ngay trước và trong dịp hội nghị trung ương 12 diễn ra là một chủ đề được quan tâm trong giới quan sát và phân tích chính trị ở Việt Nam. Hôm 8 tháng 5 trên trang nghiên cứu quốc tế, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) của Singapore đã đưa ra một số nhận định. Việc quay lại mô hình tứ trụ cũng có khả năng được Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới ủng hộ. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị tiếp theo vẫn chưa được xác định, tuy nhiên con số này nhiều khả năng nằm trong khoảng từ 15 đến 19 như tại các đại hội lần trước. Nếu xét về việc đảng nhấn mạnh việc quy hoạch nhân sự cấp chiến lược trong thời gian gần đây, Đảng có thể sẽ muốn bầu tối đa 19 ủy viên Bộ Chính trị để có được một lực lượng nhân sự cấp chiến lược lớn hơn. Qua đó có nhiều lựa chọn hơn cho vị lãnh đạo trong tương lai. Về các ứng viên cho 4 vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, nhà nước và chính quyền, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định: Như đã nói theo truyền thống ứng viên cho vị trí Tổng Bí thư thường được chọn trong số 4 chính trị gia hàng đầu của nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, thường trực ban bí thư cũng có thể là ứng viên đủ điều kiện. Do giới hạn nhiệm kỳ cũng như tuổi cao và sức khỏe yếu, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu tại đại hội tiếp theo. Do đó ba ứng viên thay thế cho ông sẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Quốc Vượng. Vì cả ba đã quá 65 tuổi vào tháng 9 năm 2020, người được chọn nắm ghế tổng bí thư sẽ được miễn giới hạn tuổi tác, còn hai người còn lại phải nghỉ hưu về các phương án được phân tích dự đoán như một tham khảo cho các ghế, còn lại là Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Nhà nghiên cứu từ Viện ISEAS của Singapore nêu tiếp nhận định của mình. Trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị còn lại hiện nay chỉ có ông Vương Đình Huệ và ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, ông Minh chủ yếu phụ trách về các vấn đề đối ngoại, Ông Huệ, người giám sát các vấn đề kinh tế và tài chính, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2011-2016, trở thành ứng viên mạnh nhất cho vị trí Thủ tướng hiện nay. Đối với vị trí Chủ tịch nước, các ứng cử viên bao gồm có ông Phạm Bình Minh, ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Phạm Bình Minh, một nhà ngoại giao kỳ cựu và có trình độ tiếng Anh tốt, dường như là ứng viên nổi bật nhất vì chủ tịch nước sẽ phải tham gia vào nhiều hoạt động đối ngoại bao gồm các chuyến thăm song phương và tham gia các sự kiện đa phương. Ông Minh sẽ có lợi thế đáng kể so với hai ứng viên còn lại. Đối với vị trí chủ tịch quốc hội ngoại trừ ông Võ Văn Thưởng, người có tuổi đời còn khá trẻ có thể là một bất lợi đối với ông ta. Các ủy viên Bộ Chính trị còn lại Phạm Bình Minh, Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai, Nguyễn Văn Bình đều có cơ hội khá cân bằng để được xem xét trong vị trí này. Hôm 11 tháng 5, từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ nêu bình luận nhanh với BBC về quan điểm trên các nhà nghiên cứu từ Singapore. Quan sát này dựa trên tiêu chuẩn và độ tuổi với các danh sách dài đưa ra. Nhưng theo tôi vẫn còn một khoảng cách xa với thực tế. Đại hội 13 này khá thực sự khó khăn và khó đoán từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng hợp, thành viên nghiên cứu của viện IISS Think Tank về nghiên cứu chiến lược quốc tế, nhà quan sát chính trị Việt Nam bình luận với BBC về hội nghị trung ương 12 đang nhóm họp. Đây là hội nghị quan trọng nhất khóa về nhân sự, nó làm cụ thể số lượng ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, số lượng ủy viên bộ chính trị lên danh sách cụ thể các bí thư tỉnh ủy, các trưởng ban đảng, quốc hội, nhà nước. Nó cũng làm luôn khung nhân sự cho Quốc hội, cho Hội đồng Nhân dân, các cấp tỉnh và các quy hoạch quy định bầu cử Đại hội 13, bầu cử Quốc hội. Ngoài ra sẽ không có hội nghị trung ương nào khác cho chủ đề nhân sự nữa. Tất nhiên nếu lần này chưa xong sẽ có hội nghị 12B, tức là để tiếp tục làm nhân sự. Về nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Singapore trong bài viết đề cập ở trên ông Hà Hoàng Hợp, người cũng đồng thời làm việc tại viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS Singapore với tư cách là nhà nghiên cứu cao cấp, khách mời nói: Theo tôi không có gì mới vì nhiều người nói rồi và tứ trụ chứ không phải tam trụ, như tôi cũng đã nói nhiều lần, từ khi ông Nguyễn Phú Trọng tạm nhận chức chủ tịch nước. Về bốn ứng viên cho tứ trụ, nhiều người nói với cơ sở quyết định 90 và 214 bà Trương Thị Mai khó làm chủ tịch quốc hội. Cái đây nhiều tháng tôi cũng đã nói với BBC là ghế chủ tịch nước chưa có dự kiến ứng viên. Ngay bây giờ và vẫn chưa có. Ông Phạm Bình Minh đủ tiêu chuẩn theo quyết định 214 để ứng cử các chức vụ chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Ông ấy chỉ chưa đủ tiêu chuẩn ứng cử tổng bí thư thôi. Tuy nhiên có vẻ như chức chủ tịch nước khá thích hợp với ông này. Bởi vì ông Phạm Bình Minh đã làm hai khóa trong hai khóa bộ trưởng rồi và thì không thể tiếp tục làm bộ trưởng ngoại giao nữa nhưng ứng cử chủ tịch nước với ông Minh theo các mối quan hệ nội bộ có thể lại không thuận lợi. Ở trên tôi nói theo quyết định số 214 và 90 ở đây về quan hệ nội bộ tức là về hành vi, nhiều người có thể không muốn như vậy và muốn khác đi. Nhưng vì thế vẫn có chức phó thủ tướng phụ trách đối ngoại cho ông ấy. Giống như ở bên Trung Quốc, người ta có chức vụ của ông Dương Khiết Trì, đó là một khả năng sắp xếp. Theo tôi khó nhất là chức Tổng Bí Thư, ông Trọng giới thiệu ông Vượng hai lần đều chưa thành công. Bộ Chính trị chưa tán thành, bây giờ sẽ phải họp để giới thiệu lại, tức là bỏ phiếu cho vài ứng viên. Đúng ra lúc này, có các ứng viên sơ bộ là các ông bà Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng và Phạm Minh Chính. Có một số đông chưa rõ bao nhiêu phần trăm ủng hộ ông Phúc. Bây giờ ông trọng không thể phát biểu như trước đây rằng ứng viên vị trí này phải là người miền Bắc cũng có một tỷ lệ cao được cảm nhận chưa rõ bao nhiêu muốn ủng hộ bà Ngân. Nhưng tóm lại, dự đoán thì cứ dự đoán xong cuối cùng do thủ tục đề cử chưa xảy ra nên chưa rõ cụ thể, nhà phân tích chính trị này nói với BBC News tiếng Việt trên quan điểm cá nhân Tổng Bí thư và Tam trụ Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các vị trí quyền lực lãnh đạo tập trung cao nhất và mang tính nguyên tắc đối với chế độ Đảng Cộng sản toàn trị. Việc chuyển giao quyền lực có tầm quan trọng để ổn định chế độ. Quá trình chuyển đổi nền kinh tế tập trung sang thị trường đòi hỏi sự phân quyền ngày càng lớn hơn, làm thay đổi cách lãnh đạo tập thể, nguyên tắc dân chủ tập trung, làm gia tăng sự bất ổn thể chế. Tại đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến tổ chức vào đầu quý 1 năm 2021, sự chuyển giao quyền lực đặc biệt ở cấp cao nhất sẽ là thách thức trong tình hình thể chế bất ổn ngày càng phức tạp của các nhiệm kỳ gần đây, đặc biệt trong khóa 12. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao nhất có thâm niên Đảng kéo dài liên tục hơn 20 năm là ủy viên Bộ Chính trị, giữ nhiều cương vị trọng trách như Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư kiêm nhiệm kỳ khóa 11 2011 đến 2016 và đương nhiệm khóa 12 kiêm Chủ tịch nước từ 2017 đến nay. Ông thấu hiểu thực trạng suy thoái của bộ phận đội ngũ lãnh đạo đảng viên, kể cả ở cấp cao là nguy cơ lớn nhất với sự tồn vong của chế độ. Với tư cách trưởng tiểu ban nhân sự cho đại hội 13, ông kêu gọi hãy làm tốt công tác cán bộ không để lọt những kẻ cơ hội lọt vào bộ máy lãnh đạo đảng và các cấp, nhất là cấp trung ương. Trong bài phát biểu gần đây, ông cho rằng thực trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái về tư tưởng và đạo đức, tham nhũng, lợi ích nhóm của bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo đảng trong hệ thống chính quyền là nghiêm trọng nhất, đặc biệt là diễn ra từ cái nhiệm kỳ đại hội đảng gần đây nhất là khóa 12 mà chính ông đã trải nghiệm. Ông là người hơn ai hết hiểu một số đồng chí được thế hệ đi trước tin tưởng giới thiệu, nắm trọng trách đã suy thoái như thế nào. Mức độ nghiêm trọng ở chỗ đã hình thành phe nhóm trong Đảng đã tạo nên những hiện tượng bất tuân của đa phần các ủy viên Trung ương khóa 11 khi bỏ phiếu không ủng hộ quyết định của bộ chính trị về việc kỷ luật đồng chí X nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 năm 2012. Hơn thế, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn biết rằng vẫn còn những đồng chí thuộc phe kia đã hình thành bởi sự thỏa hiệp theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể hiện vẫn đang hoạt động trong bộ máy cầm quyền hiện hành. Liệu có thể họ là những kẻ cơ hội giấu mình chờ thời hay có ứng xử kiểu gặp thời thế, thế thời thời phải thế như câu đối đáp của Ngô Thị Nhậm 1746-1803, nhân sĩ thời Hậu Lê và Tây Sơn, trước thách thức nghiệt ngã thâm thù bởi Đặng Trần Thường, nghịch quan cùng thời xét xử. Mặc dù cho rằng cần tổng kết rút kinh nghiệm từ những khóa đại hội trước, nhưng trong bài viết, ông đã chỉ ra các yêu cầu kiên quyết không để lọt vào Bộ Chính trị Trung ương khóa 13 những người có một trong các khuyết điểm được mô tả bởi 6 nhóm biểu hiện suy thoái, đơn cử như cơ hội chính trị, dân túy, kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh. Bởi vậy, ngay sau Đại hội 12 đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Bí Thư, Nghị quyết Trung ương 4 đã được ban hành, làm cơ sở để ngăn chặn quá trình suy thoái này. Theo đó, hai nhóm giải pháp chủ yếu được đảng tập trung là chống tham nhũng và sửa đổi ban hành các quy định để củng cố tổ chức đảng. Trước hết chiến dịch đốt lò biểu tượng chống tham nhũng được đẩy mạnh. Từ năm 2016 đầu nhiệm kỳ đến nay gần 100 cán bộ lãnh đạo cấp cao thuộc diện bộ chính trị và ban bí thư quản lý đã bị kỷ luật và bị án tù, trong đó có các ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương của khóa 11 và 12, thậm chí có nhiều các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang. Đơn cử một số trường hợp nổi cộm năm 2018, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị án tù 30 năm, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị cách chức, các nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin nhận hối lộ trong đại án AVG Mobile Phone mới đây. Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Hà Nội bị cảnh cáo và luân chuyển công tác là phó trưởng tiểu ban văn kiện đại hội. Ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên ủy viên Bộ Chính trị thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2015 nguyên tư lệnh quân chủng hải quân bị khai trừ đảng và theo quy trình sẽ bị xét xử theo pháp luật mặt khác một loạt các chỉ thị quyết định của đảng về kỷ luật và nêu gương của cán bộ cấp trung ương về tiêu chuẩn cụ thể cho các vị trí lãnh đạo cho đến cấp cao nhất được ban hành sửa đổi để làm căn cứ cho công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới sau đại hội 12 đầu năm 2016, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dần tập trung được quyền lực đảng. Hơn thế, khi ông kiêm giữ chức chủ tịch nước, ông hiện ở thế thượng phong để có thể kiểm soát tình hình bất ổn. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành về giới hạn độ tuổi không quá hai nhiệm kỳ và sức khỏe, sự chuyển giao quyền lực cao nhất là một trọng trách bởi việc tìm kiếm sự ổn định chế độ là ưu tiên cá nhân. Bởi vậy, ông dồn tâm sức cho công tác chuẩn bị cán bộ và chuẩn bị cho đại hội 13. Ngoài việc nhấn mạnh các tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo đức và tài, ông yêu cầu các cán bộ làm công tác chuẩn bị tổ chức đảng phải nhìn người tinh tường, đánh giá đúng bản chất cán bộ đảng từ đừng để bề ngoài che đậy cái sơ sài ở bên trong và theo quyết định 224 trên QGTVK ngày năm 2014 về quy chế bầu cử trong đảng thì ban chấp hành khóa trước có vai trò quan trọng đề cử cán bộ lãnh đạo trục chốt cho khóa sau. Ông đặt vấn đề quy trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân giới thiệu nhân sự lãnh đạo đảng. Chuyển đổi sang kinh tế thị trường dù có định hướng xã hội chủ nghĩa hay không, điều khiến bùng nổ các hoạt động kinh tế đa dạng, phức tạp, phát sinh mạng lưới, các mối quan hệ xã hội chẳng chịt, phức tạp ngoài tầm kiểm soát của cơ chế hiện hành. Bởi vậy, trong quá trình vận hành hệ thống chuyển đổi sẽ có nhiều loại cán bộ lãnh đạo với các hình thức thể hiện hành vi khác nhau. Trong đó khó tránh khỏi không ít kẻ bị cám dỗ bởi lòng tham, sẵn sàng chui đầu vào thòng lọng nếu món lợi đủ lớn và nhiều kẻ trục lợi bởi lỗi hệ thống đang thay đổi. Bất luận lò đốt củi tham nhũng của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng vẫn đang cháy. Mới đây, vụ án bằng nhóm đường nhuệ núp bóng doanh nghiệp tung tác trong thời gian dài do được bảo kê bởi một số lãnh đạo tỉnh thái bình vừa bị khởi tố điều tra với sự tham gia của bộ công an việc phá rừng nghiêm trọng ở con tum cũng do được bảo kê hơn thế vụ việc được phát hiện và đưa lên công luận bởi phóng viên chứ không phải là bởi cơ quan chức năng trong điều kiện cả nước đối phó với đại dịch virus Vũ Hán thì cán bộ lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Hà Nội và một số tỉnh vẫn tham nhũng bằng cách nâng khống gấp nhiều lần giá trị gói thầu mua sắm hệ thống real time PCR tự động xét nghiệm virus corona chủng mới gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Chuẩn bị nhân sự đại hội 13 Đảng muốn loại bỏ những kẻ suy thoái về tư tưởng đạo đức, đồng thời tuyển chọn đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Nhưng một bộ máy cầm quyền với sự đan xen phức tạp, các loại cán bộ lãnh đạo sẽ là khó khăn đối với chuyển giao quyền lực, kể cả cấp cao nhất. Nhân sự lãnh đạo là công việc nội bộ của đảng. Ngoài ra trong tình thế bất ổn hiện nay thì các vị trí tứ trụ cho chế độ vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, theo cơ chế hiện hành, những ai được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn sẽ có thể có ưu thế hơn. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi